Xin chào 500 anh em. Các cụ thì vẫn nói là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Thế nhưng không phải tự nhiên mà người ta lại ghét nhau như xúc đất đổ đi phải không nào? Chắc chắn là phải có một nguyên cớ sâu xa nào đó chứ. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm mặt chỉ tên những quốc gia ghét cay ghét đắng Việt Nam bởi những lý do cực kỳ là khó tin nhé. Các ông dự đoán top 1 sẽ là quốc gia nào? Hãy cùng theo dõi đến cuối video để có được đáp án. 5. Hàn Quốc. Lật lại quá khứ một chút, hẳn là anh em vẫn chưa quên chuyện một số người Hàn Quốc bị cách ly ở Việt Nam thời gian dịch Covid đã kêu cứu phải có thái độ chê bai đồ ăn cũng như điều kiện cách ly của thành phố Đà Nẵng. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ chưa từng có trong cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người cho rằng đây chính là một biểu hiện của việc kỳ thị quốc gia khác. Thế nhưng, mọi chuyện thì không đơn giản chỉ có vậy. Xứ sở Kim Chi vốn là một đất nước đi theo chủ nghĩa dân tộc. Thế nên người dân nước này vốn luôn đặt lòng tự tôn dân tộc lên trên hết. Họ luôn muốn đất nước, nền văn hóa cũng như con người nước mình trở nên phổ biến, phát triển phải ở top đầu của thế giới. Đó cũng chính là lý do tại sao Hàn Quốc lại là đất nước được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Từ nền kinh tế phát triển cho đến làn sóng văn hóa, điện ảnh và cả âm nhạc với cả dàn trai xinh gái đẹp nhiều không thể nào kể xiết. Thế nhưng mà một khi chủ nghĩa dân tộc trở nên quá mạnh mẽ thì sẽ rất là dễ xuất hiện tư tưởng bài xích kỳ thị, thậm chí là phân biệt đối xử nữa. Cho những bạn nào mà chưa biết, người Hàn thường tỏ ra ưu ái hơn với những người có làn da sáng màu và phải giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Điều này thể hiện qua việc nhiều du học sinh Việt Nam chia sẻ rằng cụm từ trông giống như người Đông Nam Á ở Hàn Quốc thì có phần mang sắc thái phân biệt vì những người từ Đông Nam Á thường có làn da sẫm màu hơn người Việt Nam. Những du học sinh nữ Việt Nam khi đến Hàn Quốc cũng gặp không ít định kiến khi người Hàn suy nghĩ rằng đa phần con gái Việt qua Hàn chỉ để kiếm chồng mà thôi. Thậm chí là trong một bộ phim Hàn Quốc còn xuất hiện câu thoại "Con uống rượu cả ngày thì dù có cả sang Việt Nam thì cũng không tìm được việc làm đâu." Hàm ý rằng lao động ở Việt Nam đa phần đều là lao động chân tay, cục mịch và không sang chảnh một chút nào. Đặc biệt là nhiều người Hàn Quốc ưa chuộng sự thuần Hàn Quốc trên tất cả mọi thứ. Ngay đến cả những người con lai, các nước châu Âu với Hàn Quốc cũng nhận về sự phân biệt nhất định, chứ chưa nói là con lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Điển hình như chuyện, nữ ca sĩ Hari Won là con lai của người mẹ Hàn Quốc và bố người Việt Nam chia sẻ về tuổi thơ quá nhiều khó khăn khi luôn bị bạn bè cùng lớp kỳ thị. 4. Thái Lan. Chắc hẳn là nhiều anh em bảo tôi bịp bởi nếu xét về lịch sử thì người Thái chả có thù hàn gì với Việt mà chúng ta là kẻ thù số 1 của họ phải là người Myanmar mới đúng. Thậm chí tình hữu nghị Việt-Thái còn được thể hiện rất sâu sắc qua hai nhân vật lịch sử là vua Gia Long và Hồ Chủ tịch. Trong khi Gia Long đã từng giúp người Thái đánh Myanmar trước khi mượn quân Thái sang đánh nhà Tây Sơn, thì Bác Hồ cũng đã từng sống ở đất Thái và để lại nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Tuy nhiên, đó là những câu chuyện rất lâu về trước rồi. Còn hiện nay, người Thái luôn cảnh giác cao độ Việt Nam. Họ thậm chí coi chúng ta đối thủ cạnh tranh chính ở khu vực, nhất là về mặt quân sự. Người Thái rất là nể và sợ Việt Nam, một phần vì Việt Nam dám đánh lại Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Không những vậy, còn dám đánh thắng lừng lẫy, vang dội. Phần khác là vì những lời tuyên truyền, khích bác của đám phản động cho rằng Việt Nam với tiềm lực quân sự vững mạnh luôn sẵn sàng nhằm nhè thôn tính cả Đông Nam Á. Cũng phải nói thêm rằng, hiện nay ở ASEAN, Việt Nam đang nổi lên là nước có tiếng nói chính trị vô cùng quan trọng, bất chấp việc chúng ta chỉ là thành viên mới gia nhập từ năm 1995 mà thôi. Có thể là xét về kinh tế, Việt Nam còn đôi chỗ thua kém anh bạn Thái Lan, nhưng mà chỉ trong nay mai thôi, người Thái chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, thấp thỏm lo âu trước sự cạnh tranh gay gắt của nước ta, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và thu hút FDI. Trong cùng một lớp mà đứa ngày trước học kém hơn mình bỗng dưng được điểm cao hơn, nói thử tôi nghe xem các ông lại chẳng lo sốt vó lên đấy chứ. 3. Campuchia. Nguồn gốc sâu xa và nhiều người Campuchia thù ghét người Việt có thể được khởi nguồn từ tận thế kỷ thứ 15 khi mà đế quốc Khmer bị diệt vong. Trước đó, người Campuchia rất tự hào về thời hoàng kim của đế quốc Khmer, một trong những đế quốc vĩ đại nhất lịch sử của châu Á. Từng có thời điểm, vùng đất mà đế quốc Khmer sở hữu rộng tới hơn 1 triệu cây số vuông, tức là gấp 3 lần diện tích Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, khi mà đế quốc Khmer rơi dần vào thời thoái trào và sụp đổ, cũng là thời cơ để các quốc gia láng giềng tiến hành mở rộng lãnh thổ cho mình. Mãi cho đến ngày nay, một mặt người Campuchia vẫn ghi nhận rằng người Việt đã có những đóng góp to lớn vào việc giúp đỡ người Campuchia giành lại độc lập từ tay người Pháp. Thế nhưng mặt khác, nhiều người trong số họ vẫn để bụng, thậm chí còn rêu rao rằng Việt Nam đã lợi dụng đất đai của người Campuchia vào công cuộc chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Bên cạnh những lý do lịch sử, hiện nay các doanh nghiệp Việt ở Campuchia rất là nhiều. Không chỉ vậy, họ còn có xu hướng sử dụng lao động Việt Nam cũng như người gốc Việt ở Campuchia, trực tiếp cạnh tranh với các lao động người Campuchia. Thế nên chốt lại, 500 anh em cứ cẩn thận với giới trẻ Campuchia một chút,
bởi rất nhiều người trong số họ vẫn nhìn đất nước ta bằng cái lườm đấy nhá. 2. Mỹ. Ngày nay, khi mà nhắc đến hai từ Việt Nam, rất nhiều người Mỹ ở mọi độ tuổi đều băn khoăn về việc không biết là người Việt Nam có ghét chúng ta hay không sau cuộc chiến tranh gây nhiều đau thương trước kia. Theo đó thì từ năm 1955 đến năm 1975, Mỹ đã kéo quân đưa vũ khí vào miền Nam, gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc Việt Nam. Hàng triệu người Việt cùng với khoảng hơn 58.000 lính Mỹ đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa do chính Mỹ gây ra. Có thể nói là hệ lụy cuộc chiến và hậu quả của nó để lại sau khi kết thúc gần 5 thập kỷ rồi vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể nào khắc phục. Sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, đến năm 1975, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng, thống nhất Tổ quốc. Trong hai thập niên tiếp theo, quan hệ Việt-Mỹ cực kỳ là căng thẳng. Dường như ôm hận trong cuộc chiến tranh thất bại duy nhất được tiến hành ngoài lãnh thổ của mình. Người Mỹ tìm mọi cách để lật đổ chế độ ở Việt Nam với phương châm Cộng sản đã dùng bom đạn để đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, người Mỹ sẽ dùng đô la để đuổi Cộng sản ra khỏi Hà Nội. Cứ thế, chính quyền Mỹ qua nhiều thế hệ lãnh đạo đã sử dụng biện pháp bao vây cấm vận về kinh tế, chính trị với mục tiêu làm cho Việt Nam kiệt quệ về kinh tế, suy kiệt về chính trị. Không những vậy, họ gần như làm thinh trước hoạt động trôi nổi trên đất Mỹ của các tổ chức phản động, chống phá nhà nước ta. Phải mãi đến năm 1995, quan hệ giữa hai nước mới được bình thường hóa với phương châm khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. Dẫu vậy là từ thù địch thành bạn bè thân thiết là cả một câu chuyện dài. Chuyện giao lưu, hợp tác nhiều khi mang tính xã giao là nhiều. Người Việt rất là khó có thể tin tưởng Mỹ tuyệt đối sau quá khứ vẫn còn hằn vết đau thương của chiến tranh. Anh em suy nghĩ sao về vấn đề này, để lại bình luận bên dưới nhé. Cũng phải nói thêm rằng, hai thập niên tiếp theo trong tương lai đã được dự đoán sẽ là thời kỳ nở rộ với những thành tựu trong quan hệ Việt-Mỹ trên mọi lĩnh vực. Thôi thì mời các bạn cùng với tôi lót dép ngồi hóng xem kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà trước hết, hãy cùng đoán xem đứng ở vị trí số 1 trong danh sách những quốc gia ghét Việt Nam nhất sẽ là nước nào đây? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đó chính là anh bạn láng giềng phương Bắc Trung Quốc chúng ta chứ còn ai nữa. Nhiều chuyên gia Trung Quốc không ngần ngại khẳng định Việt Nam liên tục phản đối chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đó chính là lý do vì sao dân Trung Quốc có ấn tượng xấu với chúng ta. Cơ mà không sao, điều này chắc cũng không nằm ngoài dự đoán của 500 anh em phải không nào? Thực tế là trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam và Trung Quốc đã là hai quốc gia thường xuyên xảy ra chiến tranh. Từ thời cổ đại đến thời hiện đại, Việt Nam đã từng là thuộc địa của Trung Quốc trong 10 thế kỷ. Trong tất cả triều đại, Trung Quốc tự kiểm soát lãnh thổ giáp danh với Việt Nam. Triều đại nào cũng đưa quân sang Việt Nam với ý định thôn tính lãnh thổ hoặc ít nhất là kiểm soát chính quyền. Cho đến tận ngày nay, các cuộc kháng chiến chống Trung Quốc được xem là một trong những chủ đề chính, nếu không muốn nói là chủ đề lớn nhất của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Việt Nam ta đối với Trung Quốc vẫn là láng giềng. Do vậy, việc gìn giữ hòa bình, hợp tác cùng phát triển nếu thực hiện được vẫn là vẹn toàn hơn cả. Nếu mà nói ngắn nhất, đầy đủ nhất về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc mình thì sẽ dùng 6 chữ mà có thể rất nhiều bạn đã nghe rồi. Đó chính là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Nghe hơi mâu thuẫn một chút đúng không nào? Thế nhưng mà trong tình cảnh Trung Quốc vẫn là thị trường rất lớn của Việt Nam, việc tính toán cẩn thận trong từng đường đi nước bước ở trong giao thương vẫn là điều vô cùng quan trọng. Vậy là video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Không biết là suy nghĩ của anh em ra sao sau khi xem xong video này. Còn riêng mình thì cho rằng, suy cho cùng, con người ta chỉ ghen ghét những ai có gì đó hơn mình mà thôi. Bản thân chúng ta cũng không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Vậy nên, cứ cố gắng ngày càng tốt đẹp hơn nữa là được. Xin chào và hẹn gặp lại!